Giá lúa gạo hôm nay ngày 7 tháng 1 năm 2024 tại đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Trong tuần qua, giá lúa các loại ít biến động trong khi giá gạo có xu hướng tăng. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xu hướng đi ngang. Ghi nhận tại thị trường lúa gạo hôm nay, nông dân tiếp tục chào giá tăng với lúa Đông Xuân. Nhu cầu mua lúa nhiều từ thương lái và doanh nghiệp. Trong tuần qua, giá lúa có xu hướng giảm nhẹ vào giữa tuần và tăng trở lại vào cuối tuần. Với lúa đông xuân, nông dân tiếp tục chào giá cao, trong khi nhu cầu mua của các thương lái, doanh nghiệp chưa nhiều khiến thị trường giao dịch chậm. Trên thị trường gạo, nguồn gạo ít. Nhu cầu mua từ các kho tăng khá, song chủ yếu là kho gạo chợ. Giá gạo thơm và gạo dẻo ong 5.451 đẹp cao. Trong tuần qua, giá gạo các loại có xu hướng tăng với các loại gạo chợ do nhu cầu làm hàng tết tăng cao tuy nhiên theo các doanh nghiệp kinh doanh gạo sức mua thị trường mùa tết năm nay khá yếu do đó doanh nghiệp không dám tăng giá hoặc chỉ tăng rất ít để giữ thị trường với biên độ lợi nhuận rất mỏng thậm chí lỗ nên các doanh nghiệp kinh doanh gạo thương hiệu cắt hết các chương trình khuyến mãi vì thế dự báo sản lượng mùa tết không đạt như mọi năm cụ thể với mặt hàng lúa

lúa ong 380 dao động quanh mốc 8.600, 8.800 đồng 1 kg. Với mặt hàng gạo, giá gạo không có biến động, tại các kho gạo chợ ở An Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, đồng tháp giá đi ngang so với hôm qua. Tại An Cư, Cái Bè, Tiền Giang, giá gạo nguyên liệu ong 18, đài thơm 8 dao động quanh mức 14.400, 14.600 đồng 1 kg

gạo nguyên liệu dao động ở mức 12.900, 13.000 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu sóc trăng ở mức 12.250, 12.350 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu om 5.451 ở mức 13.700, 13.800 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu om 18, đài thơm 8 ở mức 14.050. 14.150 đồng 1 kg. Trên các chợ lẻ, giá gạo các loại hầu như không có biến động. Theo đó, giá gạo thường dao động quanh mốc 15.000, 16.500 đồng 1 kg, gạo thơm Jasmine 17.000, 18.500 đồng 1 kg, gạo nàng nhen 26.000 đồng 1 kg, thơm thái hạt dài 19.000, 20.000 đồng 1 kg, gạo hương lại 19.500 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 17.000 đồng 1 kg, gạo nàng hoa 19.500 đồng 1 kg, gạo sóc thường 18.500 19.500 đồng 1 kg, gạo sóc thái 28.500 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng 1 kg, gạo Nhật 22.000 đồng 1 kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, VFA, hiện giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang ở mức 653 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức 633 đô la Mỹ một tấn. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cho biết, nguồn cung vẫn ở mức thấp và dự đoán nhu cầu đối với gạo Việt Nam sẽ mạnh trong năm nay, đặc biệt là từ Philippines và Trung Quốc. Trên thị trường gạo châu Á, cuối tuần này, giá gạo đồ năm phần trăm tấm được giao dịch ở mức 510, 517 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất kể từ cuối tháng 10 năm 2023, so với mức 508, 515 đô la Mỹ một tấn của tuần trước.